hoa sen bên hoa từ bi nhân ái đóa hoa tâm hồn hương yêu thương kết nối tình thương tay trong tay xây tình người cầu xin Phật cứu độ người hết khổ đau. Hội từ thiện Hoa Sen Việt khởi công xây dựng cây cầu số 146 do gia đình cô Cao Thị Láng pháp danh Hạnh An phát tâm. Địa điểm: ấp Bình Tiên 1, xã Bình Hòa, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Khởi công ngày 20 tháng 7 năm 2023. Bố thí và cúng dường là những hạnh tu căn bản của hàng Phật tử tại gia. Chúng ta đều biết thực hành hành bố thí và cúng dường sẽ được phước báu thù thắng. Trên tinh thần giúp đời giúp người, phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Trong thời gian qua, Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt nỗ lực không ngừng nghỉ những chuyến từ thiện giúp cho những mảnh đời bất hạnh đau thương, từ việc tặng nhu yếu phẩm, tình tài, mua thuốc men, áo ấm cho em bé, vân vân, cho tới việc xây dựng nhà tình thương, khoan giếng nước sạch, xây những nhịp cầu nhân ái khắp nơi. Trên tinh thần kết nối từ tâm, ngày 20 tháng 7 năm 2023, đoàn từ thiện Hoa Sen Việt chúng tôi đến làm lễ khởi công xây dựng cây cầu số 146 do gia đình cô Cao Thị Láng pháp danh Hạnh An phát tâm bảo trợ chi phí. Xây dựng một cây cầu tình thương cho bà con nghèo nơi đây, góp phần giúp cho mọi người được đi lại an toàn, nhất là các cụ già, em nhỏ, đi lại được thuận tiện, không sợ bị té lọt xuống mương nước hay trơn trượt, vân vân, vào những lúc trời mưa gió. Xin chân thành cảm niệm tấm lòng từ ái của tất cả quý vị mạnh thường quân đã phát tâm bảo trợ chi phí. Cảm ơn quý ân nhân, quý mạnh thường quân khắp nơi đã đồng hành và quý vị thành viên phái đoàn từ thiện Hoa Sen Việt đã liên tục chung tay góp sức với những hạnh nguyện giúp đời giúp người trong nhiều năm tháng qua. Xin hồi hướng phước báo thanh cao cho tất cả quý vị và gia quyến được an vui, thành tựu, đồng hồi hướng cho muôn loại chúng sanh trong pháp giới được vô lượng an lạc, bồ đề tâm kiên định. Hoa Sen Việt 714-892-5400. Kính mời quý vị đón xem những video phóng sự từ thiện ở trang nhà Facebook Hoa Sen Việt hay trang YouTube Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt. Thưa tất cả bà con nhân dân ở ấp Bình Tiên 1, xã Bình Hòa, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Thì hôm nay Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt và gia đình của cô Cao Thị Láng, pháp danh Hạnh An, đến đây để làm lễ khởi công xây dựng cây cầu số 146. Thì chúng tôi cũng mong rằng sau khi có cây cầu bê tông cốt sắt vững vàng, có đường đi qua lại thông thương dễ dàng, bà con mình sẽ có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Con em mình đi học đỡ bị
té lọt sông lọt mưa, mùa mưa trơn trượt đỡ bị lo. Nên chúng tôi mong rằng bà con mình sẽ có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, và chúc bà con mình và anh em lãnh đạo đây luôn được sức khỏe. Xin hết ạ. Thưa chị Phụng, đại diện hội từ thiện của Sinh Việt, thưa cô chú ở cộng đồng quản số 1, số 2, ấp Bình Tiên 1, thì hôm nay chỗ đơn vị xã Bình Hòa nói chung, ấp Bình Tiên 1 nói riêng, được chỗ hội từ thiện của Sinh Việt vận động gia đình của cô Cao Thị Láng để trợ cho địa phương cái cầu số 146, thì tạo điều kiện cho bà con mình đi lại cũng như con em dễ dàng hơn. Thì muốn chúc cho hội từ thiện của Sinh Việt những cô chú cùng đi luôn mạnh khỏe, có nhiều sức khỏe để tiếp tục làm công tác từ thiện, giúp cho những vùng quê khó khăn như xã Bình Hòa thì có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Chúc quý đơn vị điện trợ cùng bà con mình ở đây luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Cảm ơn. Cho con xin sám hối, lạy Phật cho con xin sám hối. Tham sân si con nguyện đoạn trừ, tâm trí thành nguyện độ muôn sinh, học sống đời hy xả từ bi. Lạy Phật cho con xin sám hối, lạy Phật cho con xin sám hối. Tâm vô minh con nguyện đoạn trừ, tâm hiếu đạo nguyện mãi tôn vinh, học sống đời vô ngã vị tha. Sống đời tình thức không sân si, nguyện sống đời vô nhiễm không tham cầu, một cuộc đời vô chấp tâm man nhiên, một cuộc đời phụng hiến cho chúng sanh. Nguyện sống thanh tịnh chí thành, cúi đầu đảnh lễ xin ngài chứng minh. Lạy Phật cho con xin sám hối, lạy Phật cho con xin sám hối. Tham sân si con nguyện đoạn trừ, tâm chí thành nguyện độ sinh, học sống đời hỷ xả từ bi. Lạy Phật cho con xin sám hối, lạy Phật cho con xin sám hối. Tâm vô minh con nguyện đoạn trừ, tâm hiếu đạo nguyện mãi tôn vinh, học sống đời vô ngã vị tha. Nguyện sống đời tình thức không sân si, nguyện sống đời vô nhiễm không tham cầu, một cuộc đời vô chấp tâm man nhiên, một cuộc đời phụng hiến cho chúng sanh. Nguyện sống đời tình thức tâm vô ưu,
xin Ngài chứng minh, cúi đầu đánh lễ.